Mẹ móm thì tụi mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy ác không các bạn? Bạn phê quá các bạn ơi. Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình ra hồ Lô Lê câu cá nha các bạn. Thì cũng rất lâu rồi mình chưa có ra ngoài cái hồ Lô Lê này mình câu cá. Thì ngày hôm nay mình ra hồ Lô Lê mình câu cá nha các bạn. Hôm nay mình sẽ câu đài, một cần câu đài và hai cần lăn xê nha. Hy vọng hôm nay sẽ có cá để quay cho tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Thì ngày hôm là ngày 29 rồi. 29 Tết rồi. Ngày mai nữa là ngày 30. Mình sẽ câu nốt ngày hôm nay và ngày mai. Hy vọng kiếm vài con cá để quay cho mọi người xem. Thì cũng gần 10 ngày rồi, 11 ngày rồi. Mình chưa có ra được cái video nào cho mọi người xem hết. Thời tiết bây giờ nó đang chuyển gió hướng lạnh đó, nên khó câu cá lắm. Hy vọng hôm nay sẽ có cá thì quay cho mọi người xem nha. Đây, thì hôm nay mình quay lại cái điểm này, mình câu ở ngay tại cái điểm này nha các bạn. Đó. Đây. Thì mình nãy mình có ra hai cần lăn xê rồi. Cần lăn xê mình để phía bên này. Đó. Còn cần đài thì mình cây câu ở phía bên này. Đó. Hôm nay mình đi với lại hai anh em của mình. Mình đến đây từ lúc 12 giờ tối. Đó, mình câu được hai con cá mè rồi. Đây cá mè nó nhiều lắm các bạn nè. Đó. Giỡ hai cá mè lên cho mọi người xem. Mang. Giỡ cá kìa. Để nước rồi, tí nó cá chạy sao. Được hai con cá mè ở trong giỏ các bạn. Câu đài. Đó, được hai con mè lá nhỏ rồi. Con tầm 3-4 lạng nửa ký vậy thôi. Đó. Ok. Thả gần đây thôi, thả sai đâu. Thả gần đây thôi. Đó, ok. Chết rồi, mấy chậu rồi. Đây. Mồi mình câu ngày hôm nay là mình câu mồi dinh nha các bạn nha. Đây. Mồi tổng hợp của đam mê câu cá của mình nè. Đó. Con mồi dinh nha các bạn. Đó. Kết quả thì mới được chỉ được hai con cá mè dưới kia thôi. Thì tối quá mình không quay được cho mọi người xem. Đó. Thì bây giờ anh em mình sẽ câu nha. Tí nữa hy vọng cần đài hoặc là cần lăn xê nó ăn thì mình sẽ có cá để view lại cho mọi người cùng xem nha. Ok, các bạn cùng đón chờ xem kết quả của mình nha các bạn. Rồi, ok đây nha các bạn. Hôm nay mà là một ngày rất là xấu. Thời tiết ngày hôm nay rất là tệ nha các bạn. Thời tiết này chiều nay đang mình đang chuẩn bị thu cần để mình về nè. Trời mưa luôn. Mưa trong lúc mà mình đang thu cần luôn. Với cái thời tiết này gần Tết này mưa kiểu này, tiết xấu quá các bạn à. Cá nó không chuyển mồi luôn. Đó, chung lại là hôm nay là mình đi câu cá vì đam mê. Mình mới mua cái ghế này để mình ngồi đi câu cá được thoải mái. Các bạn, cái ghế săn hàng. Đó. Ai cũng câu cá cũng có ghế rồi, mình chưa gì hết. Nên hôm nay mình định mình mua cái ghế này. Mua một lần luôn, ngồi vài năm luôn, chục năm luôn, thoải mái luôn. Tao hồi nhún nhảy luôn. Không có bị hư gì hết. Chứ mà nghĩ đi, mỗi lần mình mua một cái ghế xếp á thì tầm có chừng tháng hai tháng à rách cái tiền mua cái mới. Ê, cái sau cái 10 tháng cái năm vậy cái mua vậy cái đúng tiền gần 2 triệu tiền ghế. Tao thay vì mua cái này có 1 triệu à. À, trả tiền xếp gửi về luôn có 1 triệu 35 ngàn. Ngon lành, xài thiên thu. Đây nó có cái ghế có gối đầu bằng nệm luôn. Đó. Ở đây có cái nệm luôn. Nệm luôn nè. Có hai lớp nha các bạn. Lớp này để mình ngồi đi cho nó nóng quá, mình lột lớp mình ra để mình ngồi cho nó mát. Đây nè. Nè nó có cạc về cạn ti đây nè. Mình kéo ra nè. Rút ra thôi nè. Mình căng không? Thấy không? Đó. Có ghế mắc cửa liền. Còn mà ban đêm các bạn ngồi á, bạn ngồi mà thấy nó lạnh quá thì bạn cài gai nó dài gai nó vô thôi. Nè. Bạn gai nó vô các bạn kéo nó lại thôi. Như vậy là chúng ta sẽ có được đứt cái điện loại luôn. Các bạn thích xài đó nè.
Bây giờ là xong rồi, một tay mình cũng làm được nè, đó chưa? Đó, một tay đã vô luôn đó. Không thích thì mình gác lên vậy. Đó, mình ngồi vậy. Không mở ra. Ở sau đây nó có một cái túi để chúng ta đựng các thứ như là điện thoại đồ, bóp yết đồ các thứ nè. Nè, ở sau này chúng ta cũng có chỗ để đựng thuốc nè, đựng điện thoại nè. Sơ ý các bạn câu quá, các bạn giật cá thì tháng này có túi nè, các bạn nhét ở đây luôn. Đó. Tiện lợi không? Khỏi cần sơ ý hết cả. Thì mình cũng mới vừa mua cái, mình chỉ mua riêng cái ghế này không thôi. Đó. Mua riêng cái ghế này không thôi là cả tiền ship từ ở ngoài Hà Nội á, gửi về đây á, tầm 7 ngày mới tới là 1.35.000. Còn đây là cái bát của Rai Fishing. Cái bát này mình mua là 115.000. Chưa tới tiền ship. Tiền ship nữa chậm tầm 130 nè. Rai Fishing. Đó. Mình mua có bát trống cần luôn, có bát khay mồi luôn, rồi có bát rộng cá luôn. Nhưng mà cái động cá của mình chưa mua còn mới. Tại vì nó chưa thấy cái nào dự ý hết. Bộ nó luôn. Đó. Bây giờ mình không biết bây giờ mình đi câu ở chỗ nào để có cá nữa các bạn. Hồi tối hôm qua mình mang 4 ký mồi, mình câu được có 2 ký. Cái hồi tối ông bạn ổng lấy hết mình hết hơn ký rưỡi, ký bảy á. Rồi xong luôn. Cái giờ sạch sẽ mồi luôn. Thôi. Bây giờ ngày hôm nay không có cá thì làm clip review cái ghế. Sẵn tiện trong giỏ thì hồi nãy sáng mình có quay thì mình câu được sáng mình quay xong rồi cái mình mà ngủ quá rồi mình ngủ luôn. ngủ khoảng 1-2 tiếng luôn. Dậy cái chút xíu cái giật được con mè nữa. À, được 3 con mè. Không được con phi nào luôn. À, cá hồ này mè nhiều quá các bạn nè. Đây. 3 con mè lá nè. Thôi. 3 con này mình sẽ cho nó về nó ăn Tết nha các bạn. Chứ chút xíu gì ăn uống gì, ở nhà mình thịt cá đầy. Không thiếu. Thôi. Đi nha. Ba đứa đi mạnh khỏe nha. Đi mau ăn trống lớn nha. To dầm 5-6 ký, chục ký á, chứ hàng này nhỏ quá anh không bắt đâu. Nè, thò cho mấy chú đi. Mấy chú đi tự nhiên luôn, anh không nói gì thế nào cả. Anh câu lên gì để cảm giác thôi chứ thịt mấy chú anh ăn nhiều lắm rồi, mà thịt nhỏ quá, anh cũng không thích ăn. Đi nha, tạm biệt nha. Mạnh khỏe nha. Quăng trong lớn nha. Đi đi, ngậy nữa, đi. Không sao các bạn, nó không chết đâu. Đó. Ba con mè lá này nó giờ nằm giỏ nó đừ, không sao đâu. Đi. À, mình đuổi đi còn kịp nữa. Đâu mình câu, nó muốn câu đâu mà. Nó vô nó đè cái mình giật dính nó thôi chứ. Đâu ai muốn câu nữa chị. Đó, xong một ngày. Cả gần nửa tháng rồi mình chưa có ra video luôn các bạn. Rất là gì đều buồn luôn. À, cái ghế này nặng khoảng 5,5 kg nha các bạn. 5,5 kg nha. Còn đây là cái dù của SK Fishing 26. Các bạn mà che mà trời mà nắng á, các bạn nằm dưới á, nó mát rượi luôn, nó không có đây có độ này rất mỏng nha. Nhưng mà đây có độ phản quang nè. Cái nắng nó chiếu xuống là nó dội lên được ngược lại, nó không có chiếu xuống đây. Nó không làm nóng cơ thể chúng ta ngồi xuống dưới nha các bạn. Đó, rất là tiện lợi luôn. Cái dù này thì mình và lỡ mà giá của nó chỉ có 650 thôi, cả ship nữa thì khoảng 700. Ship nó hơi cao tí. Đó nè, 26 nha các bạn nha, dù của SK Fishing rất là đẹp luôn, 3 màu xanh bạc và trắng xám. Đó nè, đẹp không? Đó, rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Đó. Hôm nay anh em hôm nay trốn hết rồi. Câu được buổi tối, cái bên kia câu được mấy người kìa. Đó. Bên kia câu được mấy người kìa, mình zoom lại mọi người xem nè. Đó. Bên kia câu được mấy người đang ngồi ở phía bên kia kìa. Ở xa lắm. À, phía cây sò cừ phía đằng trước mình hay câu ở bên đó cho mọi người xem đó kìa, đó. Có 1, 2, 3 người gì đó. Còn phía bên này hình như là con nè.
Đó, đang ngồi trú mưa bên đây nè. Bạn thấy rõ không? Nè. Đó nè, đó nè. Đó, hai người luôn, ba người luôn. Đang ngồi trú mưa nè. Đó, chứ cái hồ này bây giờ ít cá lắm. Từ ngày nó quét tới bây giờ là coi như là cá ít ít lại rồi, nó không còn nhiều như hồi trước nữa. Đó. Rồi, ok các bạn. Thì xong một buổi ra hồ núi Le câu cá. Không có cá thì review. Ok. Thôi chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Thật nhiều sức khỏe, làm gì được nấy, tiền vào như nước. Hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình luôn mạnh khỏe nha. Chúc tất cả mọi người một năm mới 2023 phát tài phát lộc. Và nhớ đừng quên ai chưa đăng ký hãy ấn đăng ký để theo dõi video mới nhất của Đam Mê Cá mình nha. Và bây giờ chào tạm biệt. Ngày mắm thiệt tùng mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy giác không các bạn? Bạn phê quá các bạn ơi.